chào mừng các bạn đã quay trở lại với khoa học học lập trình python ngày hôm nay chúng ta đi giải bài tập số 3 trong phần kiểu dữ liệu đích bài tập này thì cho sẵn một cái dữ liệu cửa hàng có kiểu dữ liệu như sau chúng ta có tên này Đấy ạ. value của chúng ta là à, cái key của chúng ta là name tên là tuấn hùng hùng hay hưng gì đó đúng không ạ trung hoàng số số điện thoại phone cái key thứ hai là phone này và key thứ ba là cái email đó, email thì trong đó thì có một cái key là à, một cái key là email này nó không có không có value được yeah. chưa thì cái bài tập chúng ta sẽ phải là tìm tất cả những user có số điện thoại kết thúc bằng 8 yeah. ở đây bạn thấy có có hai số 8 không hai cái số điện thoại này thì chúng ta sẽ phải sâu ra tất cả các thông tin của cái người mà có cái số điện thoại đuôi 8 này này và thứ hai là chúng ta phải tìm tất cả các user không có địa chỉ email yeah. Đây thì đây là cái kết quả mà hôm trước mình cũng đã nốt vào trong cái phần bài tập rồi. Đây. Chúng ta sẽ tìm được như này. hạn như kết thúc bằng 8 chúng ta phải in ra được hết cái thông tin như này. Rồi cái phần thứ hai là tìm cái user không có địa chỉ email. Thì chúng ta cũng phải in được tất cả cái thông tin nó ra. Được ạ. Dạ. Thì các bạn mở PyCharm lên thì chúng ta thực hành bài này nhé. Bài này thì cũng là một bài khá cơ bản. Chúng ta chỉ cần áp dụng linh hoạt một chút thôi. Thì của cái kiến thức của phần đích ấy là làm được mình sẽ làm thử cho các bạn nhé để các bạn à, tập có cái thói quen tư duy và sau này gặp các bài toán khó hơn thì chúng ta sẽ giải quyết được thì cái phần à, cái 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 list d này cho trước này này thì các bạn hãy check ở phần miêu tả video mình có để link các bạn download rồi các bạn copy luôn đỡ phải gõ bài tập đích 03 ba yeah. rồi cái đích này cho sẵn ở bên dưới rồi thì các bạn hãy tải file đó về và copy nhé rồi đầu tiên chúng ta phải tìm tất cả những user có số điện thoại kết thúc bằng 8 dạ. Yeah. thì chúng ta sẽ cho nó chạy cho cho chạy từng dòng một nhé các bạn nhìn này đầu tiên là cái kiểu dữ liệu của nó này, này. các bạn nhìn thấy cái dấu giống hoặc vuông ngoài cùng này không nó là kiểu gì ạ à? kiểu list để chắc chắn xem nó là kiểu gì các bạn hãy print type nó ra xem chúng ta phải biết type của nó là gì chúng ta xử lý dữ liệu nó mới dễ đúng không ạ con xếp 10 này các bạn thấy chưa nó class là list bởi vì mở đóng ngoặc vuông chưa? trong list thì nó lại chứa đích bởi vì list chúng ta là có thể chứa được rất nhiều thể loại đúng không ạ chuỗi rồi số rồi là list cũng được ạ chữa trong list chữa chứa list cũng được mà trong list có cả đích thì cũng được Đấy, thì bây giờ nó là một kiểu list đúng không ạ khi chúng ta for i e index in d này, này, thì chúng ta sẽ ra cái gì print này nó sẽ ra được từng dòng một từng phần tử một đúng không ạ tách từng phần tử ra bạn nhìn này for i e in d chúng ta print i e nhá print i e cao 10 này đó thì các bạn có phải thấy chúng ta là là khi chúng ta mà duyệt một cái duyệt từng phần tử trong d này, này nó là list mà thì chúng ta sẽ đẩy về từng phần tử mà mỗi phần tử đây nó sẽ cách nhau một dấu phẩy đúng không các nhìn thấy chưa đây là một phần tử này ở dưới đuôi dấu phẩy này mình viết cái này để cho bạn dễ nhìn thôi còn nếu không nó sẽ là nối đuôi dài thằng giặc cũng mỗi phần tử cách nhau dấu phẩy đúng không ạ ở đây thì mình phải enter để dễ nhìn thì đây là đặc trưng cho kiểu list. là mở ngoặc vuông đóng ngoặc vuông và mỗi phần tử cách nhau bởi một dấu phẩy Thế thì mỗi phần tử này nó lại là một cái đích trong đích thì có nhiều thông tin ạ thì sau này chúng ta cũng sẽ phải làm các cái bài toán quản lý sinh viên rồi quản lý học sinh rồi quản lý sách thì nó cũng tương tự như vậy chúng ta cũng ghép nó vào các cái list này thôi để chúng ta xuất ra thành từng dòng như này Yeah. Thì khi chúng ta duyệt từng dòng này để mình để dòng đi, có dòng in D, print dòng nhỉ? Yeah. Chúng ta dễ dễ hiểu rồi Rồi nó sẽ print được ra cái từng dòng này đúng không? Thế bây giờ có từng dòng rồi, thì chúng ta làm gì? Từng dòng này thì nó lại là kiểu gì ạ? Kiểu đích đúng không ạ? Thông tin thì chúng ta lại print thử typer của cái thằng dòng này ra. À, chúng ta phải biết kiểu của dữ liệu của nó chúng ta thao tác nó mới dễ đúng không ạ còn nhìn chưa nó cao là cao này đúng không ạ bởi vì sao bởi mở ngoặc đóng ngoặc là ngọc nhọn đúng không ạ về phần lý thuyết cơ bản thôi thì mình cũng sẽ vẫn nhắc lại để các bạn hiểu nhé rồi bây giờ chúng ta cần kiểm tra gì ạ cần kiểm tra xem là tất cả những số điện thoại kết thúc bằng tám ạ thế thì kết thúc bằng 8 thì chúng ta phải kiểm tra cái gì các bạn nhìn này kết thúc bằng 8 thì chúng ta phải check gì ạ check cái value của cái thằng 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 phone đúng không ạ thì để check value của thằng phone thì thằng mỗi thằng dòng này này từng thằng dòng các bạn print ra thì nó là kiểu đích đúng không ạ thì nếu chúng ta print ra cái dòng này thì nó sẽ ra cái từng dòng này đúng không ạ là đích rồi thì bây giờ chúng ta print ra dòng tại à còn nhớ chưa dòng tại và cái key nó là kiểu đích mà thì chúng ta sẽ là dùng dòng tại key vậy, dòng dòng tại phone thì nó sẽ ra cái gì ạ thì nó sẽ ra cái cái từng dòng này thì dòng tại phone nó sẽ ra cái gì ạ? cái 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 value của từng từng cái phone này được chưa nhìn này để thử nhá ở trên này mình sẽ print dòng print dòng này ở dưới này mình sẽ print ra dòng tại phone bởi vì nó là kiểu đích mà kiểu đích thì như bài trước chúng ta giải ấy, thì nó có gì ạ gọi cái value ra bằng cách là access value ra ấy thì bằng cách là gì ạ chúng ta đích um, và mở ngoặc vuông key đúng không ạ đây này kiến thức này đâu nhỉ uh... access đây access đây đấy đúng hết cái bài dùng trước mình giải rồi cũng là access key này thì gọi key ra thì có phải đẩy về cái value không đây print thằng đích tại office thì có phải chúng ta gọi key office ra nó đẩy về cái kết quả nó sẽ là cái value này còn nhìn cái value đeo nó chính là cái room một dành ngoằng ngoằng này này trong ngoặc nhọn này này đấy thì đấy như vậy các chiếc mười chạy thử này đó thì có phải là chúng ta duyệt từng dòng đấy, print dòng ra các bạn nhìn thấy này duyệt từng dòng thì cái dòng nó sẽ chạy như này và chúng ta duyệt cái print cái dòng tại phone ra thì nó sẽ đẩy ra tất cả các số điện thoại này được chưa để số điện thoại chưa bây giờ có số điện thoại rồi đúng không ạ bây giờ làm nào chúng ta check được cái đuôi số điện thoại thì chúng ta gọi một cái đây chúng ta xóa dòng này đi dòng này chúng ta kiểm tra thôi gọi một cái gọi cái biến dòng check đi phone check đi phone check phone check bằng dòng tại phone rồi bây giờ chúng ta print cái thằng này ra thì nó ra cái số điện thoại thôi đúng không ạ bởi vì chúng ta vừa mới in ra đây này nhá yeah. print thử này print phone check nó 10 thừa cái gì rồi dòng tại phone thừa cái này dòng tại phone nó 10 đó thì các bạn thấy là tách được số điện thoại không bây giờ chúng ta kiểm tra này bây giờ thằng số điện thoại này thì nó lại là cái gì ạ là kiểu chuỗi các bạn nhìn chưa số điện thoại chúng ta này này để kiểm tra xem nó phải kiểu chuỗi không nhá print type này đó chúng ta phải nắm được chắc chắn cái kiểu dữ liệu mà chúng ta đang xử lý với nó chúng ta mới dễ thao tác với nó các bạn nhìn class string chưa chúng ta phải bóc tách từng vấn đề một nhá đầu tiên là rồi chúng ta có điện thoại rồi và biết được kiểu nó sở rồi đúng không ạ chúng ta kiểm tra cái chúng ta thử print này các bạn nhìn muốn kiểm tra cái ký tự cuối cùng của nó thì các bạn biết vị trí index mà hôm chúng ta học trở trinh nhé thì từ đầu đến đuôi thì là từ index nó sẽ là không này một này hai này vân vân 3 này vân vân đúng không ạ à, tiếp theo là thằng index theo chiều ngược lại thì là gì ạ string và list là giống nhau index theo chiều ngược lại là sẽ bắt đầu trừ một trừ hai đúng không ạ chúng ta thử print cái thằng phone check tại trừ một nhé phone check tại trừ một tức là chúng ta đọc cái ký tự cuối cùng đúng không ạ nó sẽ mở nhá chạy này thì các bạn có thấy là chúng ta đọc cái chuỗi ký, ký, tự cuối cùng ấy là 4 8 1 và 8 đúng chưa như vậy là chúng ta kiểm tra được cái ký tự cuối cùng của số điện thoại rồi đúng không trong bài này rất là tổng hợp luôn bởi vì chúng ta có list này có đích này và trong đích này thì lại có chuỗi luôn đấy thì các bạn sẽ ôn được cả ba phần lý thuyết này đấy thì các bạn thấy là chúng ta sẽ kiểm tra được trừ một là cái số điện thoại cuối cùng là cái số cuối cùng trong số điện thoại đúng không ạ thì bây giờ chúng ta chỉ cần dùng ít và chúng ta trách thôi rồi, nếu mà thằng này bằng 8 đúng không ạ? Nếu thằng phone check này này bằng 8. Bằng 8 này là ký tự 8 nha bởi vì chúng ta đang xử lý trên chuỗi thì sao ạ? Thì thì chúng ta phải sâu tất cả những cái sâu tất cả những cái thông tin của, của, của cái thằng mà có số điện thoại này ra đúng không ạ? Thì chúng ta gắn một cái biến ví dụ là name sâu bằng bây giờ chúng ta sẽ phải gọi cái name ra gọi cái name ra được chưa ạ? Chúng ta phải gọi cái dòng tại name. Dòng tại name. Được yeah. Rồi, tiếp theo là phone sâu Phone chip chữ sâu để thể hiện cái gọi cái biến là để tí chúng ta hiện ra thôi mà. Thì bằng dòng gì ạ? Dòng tại phone. Cứ biết nhá, xong có mình lại thế theo nhá. Tiếp theo email. Email show. So bằng gì ạ bằng dòng tại dòng tại email rồi hết chưa nhỉ rồi nó có ba biến thôi đúng không thì tại sao thì chúng ta lại là lấy nêm sâu bằng dòng tại nêm là bởi vì các bạn nhìn thấy này này thì rõ ràng là chúng ta gọi cái nêm nó ra thì chúng ta chỉ gọi là dòng tại key key nêm thì sẽ đẩy về tên là chung tên là hoàng đúng không vân vân thì trên này chúng ta đã điều kiện chúng ta kiểm tra rồi là cái dòng nó sẽ chạy tất cả này dòng chạy tất cả này và chúng ta kiểm tra điều kiện là nếu mà cái um, phone check này, này tại trừ một này này đấy tức là cái dòng tại phone này này nó bằng bằng 8 đúng không? bằng 8 thì nó sẽ thì chúng ta gắn các biến này vào để chúng ta sâu ra thôi thì sau khi gắn xong rồi thì chúng ta sâu ra thôi chúng ta sẽ print ra nhá print này print là mở ngoặc name hai chấm phẩy nêm sâu tức là chúng ta sâu cái tên là thôi print là cái nữa print ra cái nữa ăn cho đề ra nhá rồi cái này là gì ạ phone, cái này là phone sâu đúng không ạ rồi đến email 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 sâu Rồi, để thử nhá. Có cần mình giải thích lại không nhỉ? Bởi vì là khi chúng ta lót dòng này này, ra dòng rồi đúng không ạ? Ra dòng chúng ta kiểm tra à, đã gắn vào cái biến phone check bằng dòng tại phone để chúng ta gì ạ? À? Lấy cái phone ở cái số cuối cùng của cái phone là gọi trừ một lên thì bằng nếu bằng 8 thì chúng ta sẽ phải gắn các cái biến này và chúng ta gọi nó ra thôi để chúng ta đẩy ra các thông tin chi tiết con sim mời chạy thử này đấy nó ra rồi đúng không ạ là ông tên là hùng này rồi là điện thoại là này email là đúng không ạ tên thứ hai là hoàng rồi email là vân vân thì các bạn thấy là khi chúng ta print ra ấy, thì nó hơi xấu bởi vì nó đang liền nhau Đấy, thì bây giờ chúng ta chỉ cần là thêm một cái dấu sao vào thôi print dấu trừ đi trừ nhân với 50 lần tự in 50 dấu trừ ra để cách hai cái đoạn ra nó loát dòng đầu tiên nó sẽ loát là nó kiểm tra dòng đầu tiên này nó kiểm tra thỏa mãn nó in ra đúng này xong nó chạy nó quay ngược lại vòng for nó chạy ra dòng dòng thứ hai dòng thứ hai thỏa mãn thì nó nó, nó in ra một cái đám này nữa và nó mới in ra cái này đúng không ạ? như lại hai khối sẽ cách nhau để thử nhé C 10 này đó để các bạn thấy chưa khi chúng ta in như này thì chúng ta sẽ tách được hai đoạn ra đấy được chưa thì cái phần bên trên này này để chúng ta chỉ cần ghi là print ra một cái để chúng ta print ra cái ý một thôi là gì ạ thông tin những user có số điện thoại kết thúc bằng 8 là ạ có chiếc 10 chạy thử nhá em đẹp chưa này đó thông tin ạ yeah. hoặc là ghi ý một vào đây nữa cho đẹp nó chiếc 10 đó một thông tin user dụng tại vui bằng 8 đấy là đúng không ạ đúng thằng này không email này của hết chưa ở xong số 1 nhá ở bên chúng ta sang ý số 2 ý số 2 thì cũng tương tự thôi bởi vì chúng ta là gì ạ đầu xem lại ý số 2 Ý số 2 là tìm tất cả những user không có địa chỉ email Thì cũng tương tự như vậy chúng ta duyệt dòng mà chúng ta lúc này chúng ta không kiểm tra cái value của thằng phone nữa mà chúng ta kiểm tra value của thằng email Nếu nó bằng cái này đúng không ạ Bằng cái khoảng trống này này Thì chúng ta sẽ đẩy về cái thông tin giống hệt như này thôi Cũng lại có email, name sâu phone sâu đúng không ạ Thì chúng ta làm nhá Có này Cũng là for Đẩy về ngoài cùng gọi nha để về ngoài cùng khối nhá đây for for một cái dòng nào đó in d rồi nếu như mà dòng dòng tại email à, tức là chúng ta xuất ra cái value tại vị trí email tại cái key bằng email bằng bằng cái này Đã. thì sao thì chúng ta cũng gắn biến thôi name sâu bằng dòng tại name. Rồi, phone sâu. Bằng dòng tại phone. Mình copy cái kia đi. Copy cái này nhá. Rồi, đấy, nó cũng như này thôi. Rồi, tiếp theo là chúng ta print ra thôi, cũng lại print ra. ta đó rồi đoạn này chúng ta xử lý là để chúng ta lấy cái um, user print ra là các user không có địa chỉ email thì nó khác gì đâu đúng không ạ chúng ta kiểm tra mỗi cái điều thay mỗi điều kiện thôi là nếu như mà dòng tại email bằng trống thì chúng ta sẽ phải gọi tất cả cái thông tin này ra được chưa nó người chạy rồi các user không địa chỉ email đây đúng không ạ tên là chung và số điện thoại như này email rỗng nhưng mà nó bị cái gì ạ các bạn nhìn thấy là chúng ta bị cái bị bị cái nó nối liền nhau đúng không ạ thì các bạn cũng thêm một cái thôi thêm một cái dòng print sao ra ở đấy cũng được đây, green này print này print dấu thăng ra nhân với bao nhiêu nhân khoảng 50 nhá nó xếp 10 chạy này đó thì các bạn có thấy là nó tách cái các user có địa chỉ email này Thả tách ra nhảy không? Còn nếu mà không các bạn muốn tách khối nữa thì các bạn làm gì ạ? Các bạn chỗ x đi. Vứt lên đây. Nó 10. Đó. Nó tách thành khối này. Được chưa? Như vậy là tóm lại là bài này thì chúng ta cũng luyện tập cái cách để chúng ta gọi cái value tại kỳ ra. Đúng không ạ? Và lý thuyết đích nêu ra rằng nếu chúng ta để cái tên dictionary này ví dụ như ở đây là chúng ta dictionary của chúng ta sẽ là dòng bởi vì sao bởi vì từng cái dict con này này đấy, là 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 từng cái dòng mà mình duyệt ra này này dòng tại phone tức là chúng ta sẽ gọi ra giá trị cái value của cái thằng key phone nó sẽ chạy ra tất cả cái này tương tự khi chúng ta kiểm tra dòng tại email tức là chúng ta gọi ra cái key là cái value của cái thằng email thì nó sẽ đẩy ra các cái email và đoạn sau thì chúng ta chỉ cần việc là chúng ta check cái điều kiện của thằng email hoặc là của phone và chú ý là chuỗi hay list thì index bắt đầu từ 0 1 2 3 vân vân và số cuối cùng đọc ngược lại thì index bằng trừ một đúng không ạ như vậy chúng ta ôn được khá nhiều kiến thức Đấy, ngày hôm nay chúng ta đã hoàn thành cái bài này rồi để chúc các bạn hiểu bài. Nếu các bạn không hiểu thì hãy để lại bình luận và mình giải thích thêm cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.